Ở bên những người dễ chịu là nuôi dưỡng sức khỏe. Ở bên những người thông minh là nuôi dưỡng trí tuệ. Ở bên những người thú vị là nuôi dưỡng tâm hồn. Ở bên những người cùng chí hướng là phát triển bản thân. Hãy tránh xa những người làm bạn không vui trong phần đời còn lại. Khi nước mắt nhiều hơn nụ cười, đó là sự trừng phạt lớn nhất đối với bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy nhìn ra thế giới, ngắm nhìn những cảnh đẹp nhất của đời người. Hãy yêu thương bản thân, sống tốt mỗi ngày. Mọi thứ vẫn luôn tồn tại, nhưng hãy xóa bỏ những điều không còn quan trọng và ngừng liên lạc với những người không còn phù hợp. Học cách quyết đoán, học cách từ bỏ, buông tay và không tạo thêm cơ hội nào nữa. Nếu đã biết rằng không có tương lai, thì hãy buông tay sớm hơn. Trở lại là những người xa lạ, thu hồi trái tim của mình, trả lại mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác. Từ đó, hành trình qua núi non sông nước sẽ chỉ còn là kỷ niệm.